về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay về danh. Xin chào các con, ngày hôm nay cô rất vui khi được đồng hành cùng với các con để làm các bài tập về chia cho số có 3 chữ số. Bây giờ cô mời các con mở sách giáo khoa trang 86 cùng theo dõi và thực hiện các bài tập cùng với cô. Bài tập số 1 có nội dung như sau: đặt tính rồi tính. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đi thực hiện từng phần. Phần A cô có 2120 chia cho 424. Đây là phép chia cho số có 3 chữ số đúng không ạ? Vậy thì bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau nhẩm tính. Và để chia được thì cô sẽ phải lấy cả 4 chữ số của số bị chia, đó là 2120 chia cho 424. Và cách nhẩm tính như sau: các con có thể bớt đi 2 chữ số ở tận cùng của số bị chia và số chia. Thì bây giờ phép chia sẽ còn lại là 21 chia cho 4. Chúng mình thử nhẩm tính thì sẽ được 5 lần đúng không ạ? Cô lấy 5 x 4 bằng 20, viết 0, nhớ 2. 5 x 2 bằng 10, nhớ 2 thì bằng 12, viết 2, nhớ 1. 5 x 4 bằng 20, nhớ 1 cũng bằng 21. Như vậy trừ đi thì kết quả sẽ bằng 0 đúng không ạ? Và phép chia của chúng mình sẽ dừng lại tại đây. Chúng mình chuyển sang phép tính thứ 2. Cô có 1935. Cô chia cho 354. Để thực hiện chia được thì cô cũng cần phải lấy cả 4 chữ số của số bị chia để tiến hành chia. Cô lấy 1935 chia cho 354 và cách nhẩm tính tương tự như phần A thì cô sẽ bớt đi 2 chữ số ở tận cùng bên phải của số bị chia và số chia thì phép chia trở thành 19 mà chia cho 3 thì chúng mình sẽ được là 6 lần. Tuy nhiên thì chúng mình sẽ không nên lấy chữ 6 bởi vì 6 x 3 bằng 18, mà khi các chữ số hàng trước có thêm nhớ thì sẽ vượt quá 19 đúng không ạ? Bởi vậy mà chúng mình sẽ lùi đi một đơn vị thì chúng mình lấy 5 ạ. 5 x 4 thì bằng 20, cô viết 0, nhớ 2. 5 x 5 bằng 25, nhớ 2 thì bằng 27, cô viết 7, nhớ 2. 5 x 3 bằng 15, nhớ 2 thì bằng 17. Cô lấy 1935 trừ đi 1770. 5 trừ 0 bằng 5, cô viết 5. 3 không trừ được 7, cô mất một chục. 13 trừ 7 bằng 6, viết 6 trả 1. 9 trừ đi 7 bằng 2, trừ đi 1 trả còn 1. 1 trừ 1 hết. Như vậy kết quả của phép tính chia này bằng 5 và dư 165. Chúng mình chuyển sang thực hiện phép tính phần B. Phép tính đầu tiên của phần B đó là 6420 chia cho 321. Cô lấy 642 chia cho 321, cô nhẩm tính được 2 lần. 2 x 1 bằng 2, viết 2. 2 x 2 bằng 4, viết 4. 2 x 3 bằng 6, viết 6. 642 trừ đi 642 là hết. Cô hạ chữ số 0 xuống. 0 chia cho 321 thì bằng 0 ạ. 0 x 321 cũng bằng 0. 0 trừ đi 0 là hết. Phép chia kết thúc ạ. Chúng mình chuyển sang phép tính cuối cùng. Cô có 4957 chia cho 165.
cô lấy 495, cô chia cho 165 thì chúng mình nhẩm tính sẽ được là 4 lần đúng không ạ? Tuy nhiên thì chúng mình sẽ không nên lấy chữ số 4 bởi vì khi mà 4 nhân với 6 thì sẽ bằng 24 thì mình sẽ phải nhớ 2 ra hàng trước, mà 4 x 1 là 4, nhớ 2 lại sẽ là 6, sẽ vượt quá số 495, nên chúng mình sẽ lấy 3 lần thôi ạ. 3 x 5 bằng 15, cô viết 5, nhớ 1, 3 x 6 bằng 18, nhớ 1 bằng 19, viết 9, nhớ 1, 3 x 1 là 3, nhớ 1 thì bằng 4, 495, trừ đi 495 là hết ạ. Cô hạ chữ số 7 xuống, 7 chia 165 thì sẽ cho thương bằng 0, 0 x 165 vẫn bằng 0, 7 trừ đi 0 thì bằng 7. Như vậy số dư của phép chia này sẽ bằng 7 ạ. Chúng mình viết câu kết luận đó là 4.957 chia cho 165 thì bằng 30 và dư 7. Bài tập số 1 chúng mình đã cùng nhau hoàn thiện xong. Tiếp theo cô mời các con sẽ chuyển sang để làm bài tập số 2. Bài tập số 2 yêu cầu chúng mình đó là tính giá trị của biểu thức, và ở đây cho chúng mình hai biểu thức. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện phần A trước. Phần A cô có 1.995 nhân với 253 cộng với 8.910 chia cho 495. Quan sát vào biểu thức này thì các con thấy trong biểu thức có chứa phép tính nhân, phép tính cộng và phép tính chia. Vậy thì chúng mình sẽ ưu tiên thực hiện phép tính nhân chia trước, được chưa? Còn phép tính cộng chúng mình sẽ thực hiện sau. Bây giờ cô và các con sẽ cùng nhau thực hiện ra nháp để tính 1.995 nhân với 253. 3 x 5 thì bằng 15, cô viết 5 nhớ 1. 3 x 9 bằng 27, nhớ 1 bằng 28, cô viết 8 nhớ 2. 3 x 9 bằng 27, nhớ 2 bằng 29, viết 9 nhớ 2. 3 x 1 bằng 3, nhớ 2 thì bằng 5, cô viết 5. Sang tích riêng thứ 2, 5 x 5 bằng 25, cô viết 5 nhớ 2. 5 x 9 bằng 45, nhớ 2 thì bằng 47, cô viết 7, nhớ 4. 5 x 9 bằng 45, nhớ 4 thì bằng 49, cô viết 9, nhớ 4. 5 x 1 bằng 5, nhớ 4 thì bằng 9. Sang tích riêng thứ 3, 2 x 5 bằng 10, cô viết 0, nhớ 1. 2 x 9 bằng 18, nhớ 1 bằng 19, viết 9, nhớ 1. 2 x 9 bằng 18, nhớ 1 thì bằng 19, viết 9, nhớ 1. 2 x 1 bằng 2, nhớ 1 thì bằng 3. Cô cộng 3 tích riêng này với nhau. 5 hạ 5, 8 cộng 5 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 9 cộng 7 cộng 0 bằng 16, nhớ 1 bằng 17, viết 7, nhớ 1. 5 cộng 9 cộng 9 thì bằng 23, nhớ 1 bằng 24. Cô viết 4, nhớ 2. 9 cộng 9, 18, nhớ 2 bằng 20. Cô viết 0, nhớ 2, 3 thêm 2 bằng 5. Kết quả bằng 504.735. Cộng với, cô thực hiện phép tính chia, 8.910, cô chia cho 495. Thực hiện cách nhẩm tính thì cô sẽ bắt đầu chia từ 891 mà chia cho 495. Chúng mình nhẩm tính sẽ được một lần. 1 x 5 bằng 5, cô viết 5. 1 x 9 bằng 9, cô viết 9. 1 x 4 bằng 4, cô viết 4. 1 không trừ được 5, cô mượn 1 chục. 11 trừ 5 bằng 6, viết 6 trả 1. 9 thêm 1 nhớ là 10. 9 không trừ được 10, mượn 1 chục. 19 trừ đi 10 thì còn 9 trả 1. 8 trừ đi 4 thì bằng 4, trừ đi 1 trả thì còn 3. 396, cô hạ chữ số 0 xuống thành 3.960 mà chia cho 495.
Chúng mình thực hiện nhẩm tính thì cho ra thương bằng 8, 8 x 5 bằng 40, viết 0, nhớ 4, 8 x 9 bằng 72, nhớ 4 bằng 76, cô viết 6, nhớ 7, 8 x 4 bằng 32, nhớ 7 bằng 39. Như vậy trừ đi là hết, kết quả bằng 18 ạ. Và đến đây chúng mình cộng hai kết quả với nhau. 5 cộng 8 bằng 13, viết 3, nhớ 1. 3 cộng 1 bằng 4, nhớ 1 bằng 5. 7 cộng 0 bằng 7, 4 hạ 4, 0 hạ 0, 5 hạ 5. Kết quả bằng 504.753. Chúng mình sẽ chuyển sang thực hiện biểu thức phần B ạ. Phần B, cô có 8.700 chia cho 25, chia cho 4. Chúng mình sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải, được chưa ạ? Cô thực hiện tính ra nhé. 8.700 chia cho 25. 87 chia cho 25, cô nhập được thương bằng 3. 3 x 5 bằng 15, cô viết 5, nhớ 1. 3 x 2 là 6, nhớ 1 bằng 7. 87 trừ đi 75. 7 trừ 5 bằng 2. 8 trừ 7 bằng 1. 12, cô hạ chữ số 0 xuống thành 120, chia cho 25 thì được thương bằng 4, 4 x 5 bằng 20, viết 0, nhớ 2, 4 x 2 bằng 8, nhớ 2 thì bằng 10, 120 trừ đi 100 thì còn 20, cô hạ chữ số 0 xuống. 200 chia cho 25 thì được thương bằng 8, 8 x 5 40, viết 0, nhớ 4, 8 x 2 16, nhớ 4 thì bằng 20. Trừ đi là hết, vậy thì kết quả ở phép tính chia đầu tiên sẽ bằng 348 mà chia cho 4 ạ. Và sẽ bằng, chúng mình cũng đặt tính 348 chia cho 4, 34 chia 4 bằng 8, 8 x 4 32, 34 trừ 32 còn dư 2, hạ 8, 28 chia cho 4 thì bằng 7, 7 x 4 đúng bằng 28, trừ đi là hết, kết quả bằng 87. Được chưa? Như vậy chúng mình đã vừa cùng nhau thực hiện xong bài tập số 2. Bây giờ cô mời các con chuyển sang để làm bài tập cuối cùng, bài tập số 3. Bài tập số 3 có nội dung như sau: có hai cửa hàng, mỗi cửa hàng đều nhận về 7.128 mét vải. Trung bình mỗi ngày, cửa hàng thứ nhất bán được 264 mét vải. Cửa hàng thứ hai bán được 297 mét vải. Hỏi cửa hàng nào bán hết số vải đó sớm hơn và sớm hơn mấy ngày? Như vậy, để biết được xem cửa hàng nào bán hết số vải sớm hơn và sớm hơn bao nhiêu ngày thì chúng mình cần xác định xem từng cửa hàng bán hết số vải đó trong bao nhiêu ngày, được chưa ạ? Mỗi cửa hàng thì có 7.128 mét và mỗi ngày thì cửa hàng thứ nhất bán được 264 mét. Vậy cần bao nhiêu ngày để cửa hàng thứ nhất bán hết 7.128 mét? Chúng mình chỉ cần lấy 7.128 chia cho 264, được chưa ạ? Và tương tự như vậy với cửa hàng thứ hai, để tính xem cửa hàng thứ hai bán hết số vải trong bao nhiêu ngày, chúng mình cũng lấy 7.128 chia cho 297, rồi sau đó chúng mình so sánh hai kết quả tìm được với nhau. Đó là hướng để làm bài tập số 3. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng bắt tay vào làm bài. Câu trả lời đầu tiên, cửa hàng thứ nhất bán hết số vải trong số ngày là, cô lấy 7.128 chia cho số mét vải cửa hàng thứ nhất bán trong một ngày, đó là chia cho 264. Và chúng mình sẽ thực hiện tính toán ra nhé ạ. Cô lấy 7.128
chia cho 264. Cô lấy 712 chia cho 264 thì chúng mình sẽ nhẩm tính được 2 lần. 2 x 4 bằng 8 viết 8, 2 x 6 12 viết 2 nhớ 1, 2 x 2 bằng 4 nhớ 1 thì bằng 5. Cô lấy 712 trừ đi 528. 2 không trừ được 8, cô mất một chục. 12 trừ 8 bằng 4, viết 4 chạm 1. 1 không trừ được 2, cô mất một chục. 11 trừ 2 bằng 9, trừ đi 1 chạm thì còn 8 chạm 1 phía trước. 7 trừ 5 bằng 2, trừ đi 1 chạm thì còn 1. Cô hạ chữ số 8 xuống. 1848 chia cho 264. Chúng mình sẽ nhẩm thương bằng 7. 7 x 4 bằng 28, cô viết 8 nhớ 2. 7 x 6 42 nhớ 2 thì bằng 44, viết 4 nhớ 4. 7 x 2 14 nhớ 4 bằng 18, như vậy trừ đi là hết. Kết quả bằng 27 ngày ạ. Tương tự như vậy, chúng mình cũng sẽ tính xem cửa hàng thứ 2. Bán hết số vải. Trong số ngày là, cô lấy 7128. Cô sẽ đem chia cho số mét vải cửa hàng thứ hai bán trong một ngày, đó là chia cho 297. Và cô cũng thực hiện tính ra nháp ạ. Cô lấy 712 chia cho 297 thì được thương là 2. 2 x 7 14 viết 4 nhớ 1. 2 x 9 18 nhớ 1 bằng 19 viết 9 nhớ 1. 2 x 2 bằng 4 nhớ 1 thì bằng 5. 2 không trừ được 4 có mất một chục. 12 trừ 4 thì bằng 8 viết 8 trả 1. 1 không trừ được 9, cô mượn 1 chục. 11 trừ đi 9 thì bằng 2, trừ đi 1 chả nữa thì còn 1, chả 1. 7 trừ 5 bằng 2, trừ đi 1 chả thì còn 1. 118, cô hạ chữ số 8 xuống. 1188 chia cho 297, chúng mình nhẩm tính sẽ bằng 4 lần. 4 x 7, 28, viết 8, nhớ 2. 4 x với 9 bằng 36, nhớ 2 bằng 38, viết 8, nhớ 3. 4 x 2 bằng 8, nhớ 3, đúng bằng 11, trừ đi là hết. Như vậy kết quả của phép tính này sẽ bằng 24 ngày. Dựa vào hai kết quả vừa tìm được thì chúng mình có thể khẳng định đó là cửa hàng thứ hai thì sẽ bán hết sớm hơn cửa hàng thứ nhất, và sớm hơn bao nhiêu ngày thì chúng mình chỉ cần lấy 27 trừ đi 24 thì sẽ bằng 3 ngày, đúng không nào? Chúng mình cùng nhau viết câu kết luận ạ. Cửa hàng thứ hai bán hết sớm hơn cửa hàng thứ nhất. Số ngày là, cô lấy 27 trừ đi 24 và bằng 3 ngày. Sau đó chúng mình đáp số ạ. Đáp số đó là cửa hàng thứ hai và đáp số thứ hai đó là sớm hơn 3 ngày.
Như vậy ngày hôm nay cô đã hướng dẫn xong các con thực hiện 3 bài tập của bài chia cho số có 3 chữ số. Chia cho số có 3 chữ số thì sẽ khó hơn phép chia cho số có 2 chữ số mà chúng mình đã được học từ những buổi trước. Bởi vậy về nhà, cô mong các con sẽ xem lại bài và thực hiện tính toán thật cẩn thận giúp cô. Còn bây giờ thì xin chào các con, hẹn gặp lại các con trong những giờ học tiếp theo. Khóa học về sách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.